những đứa cháu của mình đó mà được như ngày hôm nay. Sau khi nghe lời tâm sự của chú rể thì tôi lại càng vui vẻ hơn và tin tưởng nhiều hơn đối với cái phần mà đôi tâm hôn ấy này, vì đây là nó đến bằng một cái sự thật, bằng tình thương, bằng tâm hồn. Qua những năm học hỏi gần nhau và do hai bên là thường xuyên tới giữ được cho tới giờ của mẹ thì cái sự vui mừng đó rất là lớn. Bây giờ thì trong cái buổi hôm nay thì tôi thấy rằng hai bên cũng nói, tôi nói lên lời cảm ơn là cố gắng lắm mà dọn được cái đám cưới này. Mà tôi cũng nói thật với chú đừng buồn cười tôi nha, đám cưới lớn nhất của tôi đi đó. Biết sao? Tại vì tôi ở tỉnh mà thì nó không có được như vậy đâu. Nhưng mà giờ thì tôi được đi thì tôi rất là phấn khởi. Đó thì những cái vui vui của tôi đó thì tôi cũng nói lên để cho hai họ biết rằng cái niềm vui của tôi ngày nay